tiên tri Ezekiel. Đây Chúa phán: Hỡi con người, ta đã làm cho ngươi trở nên người lính canh nhà Israel. Vậy khi nghe lời miệng ta nói, ngươi hãy loan báo cho chúng thấy ta. Khi ta phán cùng kẻ gian ác rằng: Hỡi kẻ gian ác, ngươi sẽ phải chết. Nếu ngươi không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lỗi mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó. Nhưng ta đòi bảo nó bởi tay ngươi. Còn khi ngươi loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lỗi nó, nếu nó không chịu bỏ đường lỗi nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó. Nhưng ngươi